Hello, xin chào quý khách hàng quay lại cửa hàng máy kính tái quang. Thì hôm nay bên Liêm ráp thêm một cặp chồng tăng sáng đi đêm và đổi màu đậm ban ngày ha, cho anh khách hàng ở bên Diên Khánh Khánh Hòa. Thì cái cặp chồng này thì Liêm đã làm rất là nhiều video rồi. Nhưng mà mỗi lần ráp những cái kiểu gọng mới thì Liêm vẫn quay cho mọi người cùng xem nha. Hôm nay Liêm ráp vào cái gọng nhựa cốt mà. Mọi người thấy là năm chấu ha, nó rất là chắc chắn. Để em quay cận cảnh cho mọi người xem. Năm chấu rất là chắc chắn ha. Kiểu này rất là màu đen, rất là sang trọng ha, và nó rất là sạch sẽ, mà mình có thể mình mang trên khuôn mặt đó và mình phối những cái bộ đồ nào cũng được ha. Đó, nó là cái màu đen. Thì cái chồng này nó chống tia xanh rất là tốt nha, chống tia xanh rất là tốt ha, và đổi màu rất là nhanh nha mọi người. Dòng chồng này đó. Và cái chồng này nó sẽ một lớp chồng vàng, như vậy nó sẽ tăng sáng vào buổi tối, nó giúp mình tăng sáng vào buổi tối. Và cái lớp ván nè, cái lớp ván tím nè, mọi người thấy không, nó sẽ giúp cho mình giảm được chống chói nhẹ ha, chống chói nhẹ giúp cho tia sáng nó gom sáng, nó tụ sáng hơn, và mình đi nó đỡ mỏi mắt và đỡ điều tiết mắt hơn khi mà mình chạy xe ban đêm, nên nó giúp cho mình nó sẽ dịu mắt cho về khi mình chạy xe đêm ha. Đó là dòng chồng dành cho chạy xe đêm. Thì nó hai là cái dòng chồng này nó có cái đặc điểm rất là hay là mình có thể sử dụng được cho ban ngày luôn, tại vì nó đổi màu ha, nó không giống những cái chồng Polaroid vàng. Mình cho cái tia ánh nắng ha, tia UV nè, tầm khoảng mấy giây thôi, mọi người coi cho mấy giây trên màn hình thôi là mọi người sẽ thấy được nó sẽ đổi màu rất là đậm nha, nên mình có thể mình đi cho ban ngày luôn. Cái ván xanh tím nè, chống chói này rất là đẹp ha, cả hai mặt luôn nha, được phủ cả hai mặt, mặt chân ngoài và mặt trong luôn. Nó bảo vệ cho mình những cái tia UV có hại, ánh mặt trời và những cái tia ánh đèn LED á, nó giúp cho mình đi ban ngày và ban đêm nó dễ chịu mắt hơn. Đồng chồng vàng này đặc biệt là nó thể đi ban ngày và ban đêm, nó không có quá gắt gao. Thì để cho mình đi ban ngày nó không có được ha, dòng chồng này mình đi được ha. Và nó lên màu rất là nhanh và nó đổi và nó xuống màu nó cũng rất là lẹ nha. Khi mà mình di chuyển từ ngoài nắng vào chỗ râm thì nó sẽ bắt đầu nhả màu rất là nhanh. Và mình từ trong nhà mình đi ra ngoài nó sẽ lên màu rất là nhanh để mình nó bảo vệ mắt của mình nha. Mọi người thấy không, nhả màu rất là cực kỳ nhanh và lẹ luôn. Chỉ tầm khoảng mấy giây thôi là nó có thể nó về lại cái tình trạng nguyên thủy của nó rồi. Nó là một cái dòng chồng thông minh nha mọi người. Dòng chồng thông minh ha, mọi người thấy đó. Rồi vậy thì Liêm đã giới thiệu xong về cái chồng và cái gọng này nha. Rồi Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng nha.